Theo công văn số 3690, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng, kiểm soát an toàn nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ. Các quận huyện thị xã tổ chức triển khai ngay các giải pháp để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn đối với các công trình nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ. Đối với diện tích đổ xe tại công trình nhà ở, yêu cầu chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình phải bố trí đủ diện tích đổ xe hai bánh, chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình có trách nhiệm ra soát về diện tích đổ xe của công trình, tham khảo áp dụng thiết kế khu vực đổ xe của loại hình nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ như quy định đối với nhà chung cư. Theo quy chuẩn quốc gia 04/2021 Bộ Xây dựng, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư 12217 quy định chỗ để xe của nhà chung cư phải tính toán đảm bảo tối thiểu 6 m2 chỗ để xe máy, xe đạp cho mỗi căn hộ chung cư. Nhà ở xã hội tái định cư và nhà ở thu nhập thấp cũng phải tuân thủ quy định trên. Diện tích khu để xe bao gồm cả đường nội bộ khu để xe. Các công trình nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ phải thực hiện ra soát và bố cục lại toàn bộ khu vực để xe đảm bảo diện tích tối thiểu 6 m2 chỗ để xe máy, xe đạp cho mỗi căn hộ. Trong trường hợp không đảm bảo diện tích để xe theo số lượng căn hộ cư dân tại tòa nhà thì phải có phương án gửi xe bên ngoài công trình để đảm bảo quy chuẩn quy định, đồng thời đảm bảo khoảng cách giữa các xe, giải pháp ngăn cháy, ngăn cách khu vực để xe với sảnh căn hộ, cầu thang bộ, có quy định về việc sử dụng phương tiện giao thông của tòa nhà. Khu vực sạc điện cho xe sử dụng điện nếu có phải được bố trí riêng, đảm bảo khoảng cách an toàn với các phương tiện xung quanh, không được sạc pin qua đêm, bộ sạc phải phù hợp hệ thống pin xe, quá trình sạc pin phải được theo dõi an toàn, bổ sung thiết bị chữa cháy chuyên dụng phù hợp để xử lý sự cố cháy nổ pin xe điện. Đối với công trình đã đưa vào sử dụng, nghiên cứu thực hiện ngay các giải pháp đã được đề xuất như trên tổ chức ra soát xây dựng phương án thoát nạn để đảm bảo an toàn khi xảy ra sự cố, vận động tháo bỏ các các chuồng cọp, tạo lối thoát nạn trong trường hợp phát sinh mất an toàn phòng chống cháy nổ tại mỗi công trình, thực hiện ngay giải pháp ngăn cách khu vực để xe với khu vực ở, ra soát về điều kiện thang thoát hiểm, lối thoát nạn, bổ sung lối thoát nạn đảm bảo các quy định về phòng cháy hiện hành. Bên cạnh đó, yêu cầu các chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình phải xây dựng phương án quản lý vận hành và bố trí người có sức khỏe, kinh nghiệm để quản lý vận hành tòa nhà phối hợp vận động các hộ gia đình mua các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy cơ bản để đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở các hộ gia đình, cá nhân tuân thủ và chấp hành nghiêm các quy định về quản lý vận hành tòa nhà và phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp cơ quan công an, lực lượng phòng cháy chữa cháy khu vực thực hiện ra soát toàn bộ các công trình để phát hiện các vi phạm về phòng cháy chữa cháy, thực hiện kiểm tra hướng dẫn các chủ sở hữu đầu tư các trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy như chuông báo cháy, biển báo, đèn tích điện. Đối với công trình xây dựng mới nếu có, thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng phòng cháy chữa cháy, quản lý việc cấp giấy phép xây dựng, quản lý chất lượng, quản lý trật tự xây dựng theo quy định trong đó đảm bảo việc kiểm soát việc thiết kế về khu vực đổ xe, bố trí lối thoát nạn, hệ thống cấp điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy công trình. Các tổ chức cá nhân thiết kế, thẩm tra thiết kế phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật. Đối với nhà chung cư cũ, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai ngay các giải pháp để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn như tổ chức ra soát xây dựng phương án thoát nạn để đảm bảo an toàn khi xảy ra sự cố, vận động tháo bỏ các các chuồng cọp, tạo lối thoát nạn trong trường hợp phát sinh mất an toàn phòng chống cháy nổ tại mỗi công trình. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu sở xây dựng và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã có giải pháp đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thành việc kiểm định các khu chung cư cũ, nhà chung cư cũ, đề xuất phương án đảm bảo an toàn đối với nhà chung cư cũ nói chung và các nhà chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D đã có khuyến cáo di dời người dân, không để xảy ra sự cố về công trình gây mất an toàn về người và tài sản ngoài ra yêu cầu các sở ban ngành thành phố theo chức năng nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã trong việc triển khai các nội dung trên trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn vướng mắt kịp thời tổng hợp tham mưu đề xuất báo cáo ủy ban nhân dân thành phố hà nội